Body, welcome to Health với KT. Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay cuối tuần hả? Đầu ngày thứ bảy máu chảy về tim. Chắc hôm nay sẽ có khá nhiều game hay cho các bạn á. Nhưng mà khai mở ngày đầu khai vị nhẹ một con game H5 AFK Arena rất nhiều cốt. Ok luôn, bỏ qua hướng dẫn tân hữu đến thông tin server luôn. Luyện yêu ma AFK khai mở S4 lúc 10 giờ ngày 19 tháng 8 2023. Tặng VIP 6 Kim Nguyên Bảo quà nạp. Chơi ngay tại Hiên Long Trấn chấm online group quay group Zalo và đăng nhập 7 ngày đầu nhận quà xịn. Đua top server mới phúc lợi ngập tràn, online nhận kim nguyên bảo vô số, bộ code cực xịn nè, một đống luôn. Event long tin lai xe nhận 200.000 tiền nạp 50T3 là gì không biết luôn. 500 triệu kim tệ, 200.000 tiếng dây hạch cài chay lên VIP, phúc lợi không giới hạn, đồ họa siêu đẹp nè ha. Tỷ lệ nạp ở gì đây, nạp ATM Momo tặng thêm xu, online gì hotline group Zalo nè ha, thắc mắc liên hệ nè, đua top đây, đua top lực chiến top 1, 1 triệu xu ép, 1 triệu 500 ngàn Việt Nam đồng, 1 tỷ kim tệ, 1 tỷ an ship anh hùng, 1 triệu tiếng giai thạch, 5 tinh anh 10 sao, 9 tinh anh 9 sao, 6 ngàn phá đan, phá cảnh đan, tặng thêm 600T3, tặng thêm 200.000 bụi sương mù. Ok, đua top cày của có ngày luôn. Ok là nhập hết cái đống này vô nhận quà cái đã. Ơi chết mẹ, bấm nhầm rồi, hên quá nó không ao ra. U là trời. Ok, 1 2, bỏ 1 3, thần 3, thần 4, thần 5, thần 6. Hết rồi hả? Ủa thần ma 6 có mà bộ. Nè. Trời ơi. Ủa vậy sao hồi nãy thần ma 4 à? Thần ma 5 lấy rồi nè. Thần ma 4. Ok luôn. Trời, tí bỏ qua rồi anh em. Ok, bùng nổ 2 nè hả? 3 nè. Nghỉ ngơi. Bấm nhanh của nó không cho. Ây dồi, cũng được nữa hả? 5, ui. Rồi 6. Không có. Ok, chào mừng người anh em. Ok, 300 ngàn nữa. Code sự kiện, đền bù sự kiện gì nè. Đó, ui, 30 phim. Wow, 1 triệu tiền nạp, phút 10, phút 9 rồi nè, phút 9, phút 6 nè hả? Ngon, ok đấy, sẵn tiện nhập luôn code ngày nè hả? Đây, code ngày, ô, 5X T30, T30 là cái này. Ok, đấy, vậy nếu vậy là 19. Đây nè. Ok, code ngày đủ loại ha. Ồ, đây nữa nè. Bùng nổ 999. Ok, đó. Rồi, code thêm ở đây nữa. Ok luôn, 2X, 3X gì tà le hồng me. Ở đây nữa nè anh em. Ô là trời, code rất nhiều luôn. Một buổi sáng với một con game đầy code cho anh em ha. Vâng, admin rất chịu khó làm code cho chúng ta chơi. Hết chưa?
Đua top tôi đây nữa nè anh em ơi. Đó, rất nhiều luôn. Nữa không? Hết rồi, ở đây nữa nè. Trời ơi, nhặt cót mỏi tay. Đúng chất là mỏi tay. Wow. Còn nữa nè hả? Ôi hay, hồi nãy giờ nhập rất nhiều cót rồi. Luyện yêu ma AFK. Dạ. Hồi hết hồn. 146 lượt thích, 183 người theo dõi. Cái gì vậy? Đầu thành đó. Trời ơi, bấm nhầm ở đâu hết hồn luôn. Trời ơi, giật mình luôn. Thiệt giật mình thiệt luôn các bạn. Ủa đang ấy đâu, ủa nó đâu nó nói vậy? Đây còn nữa nè, nhiều quá. Hồi nãy giờ chắc nó qua hỏi cái phạm trù nó chứa được rồi quá. Ôi, ngay xếp nhân vật luôn. Mày còn không? Mày có không? Không, không. Ở đây có nè. Đó. Thôi. Ôi. Heo giác hết code của game nè luôn á. Còn nữa không? Hết rồi, ở đây hết rồi. Ở đây hết rồi, ở đây là up bên X3 rồi. Để làm mấy code trước nữa, khoan. Nhiều khi mấy code trước chúng ta ăn được, thật ăn được nè. Thấy đồ. Ơ hay. Rất nhiều luôn. Ui, code trước khi mở server vẫn ăn được bình thường. Ôi. Vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều code nha các bạn ơi. Chắc heo không nhập hết code nổi đâu. Nên là anh em nào có chơi thì chịu khó vào fanpage của game để mà lấy code thêm về hả? Chứ nhập hồi nãy giờ code còn nhiều lắm. Nó qua tới X3 rồi mà nó vẫn còn ăn được. Thì có khi nào nó xuống X1, X2 luôn không? Gì bùng nổ nạp nữa nè. Rồi. Trời ơi à. Đó, ôi ơi. Nhiều lắm các bạn ơi, còn nữa. Thôi. Heo đầu hàng có nhiều quá rồi anh em ơi. Quá nhiều. Anh em lên fanpage mà lấy về hả? Tôi mệt quá. Ui, một đống luôn. Rồi leo vờ đồ này nọ. Vô coi coi. Wow, 7 triệu mấy tiền nạp. Thôi thôi. Cách nhận dùng cho hăng tinh. À, dùng cho hăng cấp ấy. Ok. Sử dụng chọn mấy cái bình này hả? Sử dụng mấy cái này cũng không biết luôn. Ôi, nhiều thứ không biết quá các bạn ơi. Ok, cái nào mình mở được mình mở nha. Tiền thì bao la rồi. Nếu mà ngồi nhận nữa chắc có khi chút nó lên 10 triệu tiền nạp luôn á các bạn. Cót quá trời luôn. Đúng là khai mở một ngày mới bằng một con game đầy ắp cót này là một sự lựa chọn hoàn hảo nha. Rất hoàn hảo nha. Đồng ý mua luôn. Đây, nạp nhẹ 2 triệu, còn 5 triệu để dành xài từ từ ha. Này không biết là lên max VIP là chắc có 13 thôi, nhưng mà kệ nó, mười mấy thì kệ nó. Em không quan tâm. Bởi vì chúng ta có tiền nhiều mà. Quà wow, nãy giờ cũng quá trời luôn, food một đống luôn. Giờ là chỉ kiếm food 5 sao là vô nâng con phim lên thôi chứ. Ngại ngùng chi mô. Hay quà nữa nè hả? Thích nào mà anh em, thích thì mua. Thôi. Tận hưởng cảm giác mà ta nói đây 150 hả? Mua hết nè. Mua nữa hả? Ok, mua hết rồi nè. Trời ơi, cảm giác mà nó có tiền hả? Mua mấy cái này nó sướng gì đâu quá anh em ơi. Rồi, ở bản bằng kim nguyên bảo nè. Bán bằng mua nè, mua bằng tiền nè. Nhưng mà không biết cái tác dụng là gì. Ok, chứ biết thì mua hết chứ. Trời ơi, chịu khó ngồi nhập có tí nữa. Chắc cũng được thêm một mới nữa ha. Game dễ chơi, dễ nạp vậy thôi. Chứ nạp tích lũy nhận nè. Đó, 2 triệu. Nạp có 2 triệu chứ nhiêu. Trời ơi. Ngoài mình có tiền nạp về là cũng đỡ biết mấy hả. Ủa, mở bao nhiêu con mới mở được 10 lần hả? Cũng ít mà anh em. Đó, ok.
Tấp nập, tấp nập. Sáu lượt nữa. Ba lượt nữa. Bốn lượt nữa. Ok, chắc là mở ra nè. Ra chưa? Chưa ra luôn. Ô là trời. Ra nè, đó. Con này gì đây? Trầm hương, trầm hương. Ok, trầm hương. Trời ơi. Ok, còn ở đâu trong này nó có cái gói mà hồi nãy tích nạp của chúng ta nữa thì phải à. Không nhớ. Quà, quà. Đây, quà nạp. Đây, nãy nạp 2 triệu nè. Nhận ở trong này nữa nè. Trời ơi. Ok. Rất nhiều thứ để mua nè. Tùy anh em muốn mua cái gì mua, muốn nạp gì nạp ha, nhận nè ha, tích nạp nè, đó, ok, tích nạp nữa nè, lụm luôn ha, không có gì với bàn cả, ok, rồi, đó, ôi, anh Dream cho mình một đồng, wow, trang bị đồ một nồi, ok, rồi giờ là nâng con Dream lên thôi, 30 mảnh của con Dream mà. A à, hồ mình nâng nó lên anh em. Đây à, mặc đồ cho nó luôn à, nâng nó lên. Con này là thấy cái đồ ngoại nó khá là đẹp nè ha. Đó, tuy là nó H5 thôi, nhưng mà chơi game luyện tướng luyện đội hình như này là bản này cũng khá là ok rồi nha. Link heo để hết dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Đó, phanh bay đồ. Ôi ôi, có phút 5 sao luôn. Đậu xanh nó phút 5 sao, 6 sao, 9 sao luôn. Vậy là vô là chỉ một mạch một là nâng lên thôi, chứ còn lo ngại cái vấn đề gì nữa đâu. Ơ hay. Nè. Đó. Rồi. Rồi rồi rồi, nâng tiếp lên luôn. Đó. Ok, 6 phút nữa hả? Ôi ơi, có phút 10 sao luôn nè anh em. Không những có phút 9 sao mà chúng ta có phút 10 sao luôn. Lạ lầm. Ok. Wow, bắt đầu hơi tốn rồi đó. Đó. Rồi, tốn bao nhiêu cũng được, miễn là nó mạnh lên là được rồi các bạn ơi. Ôi ơi. Gì? À 3 cái được hả? Ok ok. Chắc đăng được thêm lần nữa là hết rồi. Rồi cũng hết luôn copy rồi. Ok, hết copy rồi. Ok ok. Để tí nè anh em ơi. Đó, nâng nó lên mát luôn. Đó, giờ là vô là tạo một cái bang là quẩy xong là ốp là vừa rồi ha. Đó, vô test cho anh em xem. À, chọn cái này. Rồi ok. Đó, phúc lợi cửa hàng kinh hoàng. Ok, chuyển. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó, link heo để hết dưới đó. Các bạn vào bấm vào chơi trải nghiệm, nhắn tin dạng min kế bên luôn ha. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.